Sư Phượng Hành là bộ phim đánh dấu sự trở lại với thể loại cổ trang của Chu Lệ Dĩnh sau thời gian dài. Hiển nhiên tác phẩm này nhận được nhiều sự kỳ vọng của ekip sản xuất lẫn khán giả. Tuy nhiên, việc đoàn phim marketing quá đà cho Sư Phượng Hành khiến khán giả cảm thấy không hài lòng. Theo đó, từ khi công bố thông tin phát sóng đến hiện tại, phim đã lên hot search 1.402 lần, trong đó thì top 1 hot search chiếm 116 lần và thời gian được ước tính là 2.096 giờ. Số lượng hot search khủng này khiến người xem cảm giác bị ngợp và khó hiểu. Nhiều suy đoán cho rằng phía Chu Lệ Dĩnh, ekip sản xuất và mạng xã hội Weibo đã có sự bắt tay để đẩy độ hot của phim lên cao. Ngoài ra thì Douyin, nền tảng chuyên về những video ngắn cũng góp mặt vào lần PR quá lố này. Nhờ màn PR nhiệt tình này, chỉ số WeChat của Chu Lệ Dĩnh đã tăng lên 500 triệu, lượng người hẹn trước xem phim tăng lên 8 triệu. Đây là con số khủng đối với một diễn viên cũng như bộ phim sát ngày lên sóng. Nếu nhìn vào số liệu, quả thực chiến lược marketing của đoàn phim Giữ Phượng Hành đã có kết quả. Tuy nhiên, ở phần bình luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội, người xem tỏ ra chán ngán vì ngày nào cũng đọc được thông tin về phim. Hơn nữa, khán giả cho rằng bộ phim nào càng được đầu tư, càng kỳ vọng nhiều thì chất lượng lên sóng sẽ càng kém. Nếu hiệu quả lên sóng của Giữ Phượng Hành không tốt thì chắc chắn danh tiếng của Chu Lệ Dĩnh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ủng hộ bọn mình bằng cách ấn nút subscribe và ấn vào cổ tự thông báo để nhận về cho mình những thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.